sám hối và hậu quả của nó. Trong đoạn tin mừng theo Thánh Luca, LC 13, mục 9, Chúa Giêsu đã đưa ra một thông điệp mạnh mẽ về sự sám hối. Khi có những người đến kể về vụ việc bi thảm của những người Galilee bị giết hại bởi tổng trấn Philato, họ dường như tin rằng những nạn nhân này đã phải chịu số phận đó vì tội lỗi của họ. Chúa Giêsu đã bác bỏ quan niệm này và nhấn mạnh rằng sự chết không phải là hình phạt cho tội lỗi. Ngài kêu gọi mọi người hãy sám hối và cảnh báo rằng nếu họ không làm vậy, họ cũng sẽ phải đối mặt với những hậu quả nghiêm trọng. Sám hối không chỉ là một hành động cần thiết để nhận thức về lỗi lầm của bản thân, mà còn là một phương tiện để trở về với Thiên Chúa. Chúa Giêsu khẳng định rằng mọi người cần phải nhìn nhận lại cuộc sống của mình và thay đổi hành vi, thái độ để được tha thứ và cứu độ. Trong khi sự chết có thể đến bất ngờ, sám hối giúp con người sống một cuộc sống có ý nghĩa hơn, hòa hợp hơn với Thiên Chúa và với nhau. Khi thực hiện sám hối, chúng ta không chỉ nhận ra lỗi lầm mà còn giải phóng bản thân khỏi gánh nặng của tội lỗi. Cảm giác tội lỗi có thể gây ra sự lo âu và đau khổ, nhưng sám hối và nhận được sự tha thứ giúp chúng ta tìm thấy hòa bình trong tâm hồn. Chúa Giêsu nhấn mạnh rằng, Ngài đến để cứu độ những người tội lỗi và sám hối là bước đầu tiên trên con đường trở về. Sám hối không chỉ là một hành động đơn lẻ, mà là một quá trình liên tục trong đời sống đức tin. Chúng ta cần thường xuyên tự xét mình, nhận ra những khuyết điểm và nỗ lực cải thiện. Chúa Giêsu đã dùng dụ ngôn về cây vả để nhắc nhở rằng chúng ta cần phải sinh hoa trái và nếu không, chúng ta có thể bị loại bỏ. Sám hối giúp chúng ta không chỉ sống đúng với đức tin mà còn có thể là những chứng nhân cho tình yêu và lòng thương xót của Thiên Chúa. Tầm quan trọng của sám hối trong đời sống Kitô giáo là rất lớn. Nó không chỉ là một lời kêu gọi để nhận thức về tội lỗi, mà còn là một cơ hội để trải nghiệm tình yêu thương và lòng thương xót của Thiên Chúa. Hãy để sám hối trở thành một phần không thể thiếu trong cuộc sống của chúng ta, giúp chúng ta trở nên tốt đẹp hơn, sống hòa hợp với nhau và với Thiên Chúa. Hãy nhớ rằng, nếu các ông không sám hối, thì các ông cũng sẽ chết hết y như vậy. Hãy để sám hối dẫn dắt chúng ta trên con đường về với Thiên Chúa và mang lại sự sống đích thực cho tâm hồn. Nhận thức về tội lỗi là một khái niệm quan trọng trong đời sống tâm linh của mỗi Kitô hữu. Nó nhắc nhở chúng ta rằng không ai có thể tự mãn với chính mình. Tất cả chúng ta đều là những người có tội và việc nhìn nhận những sai lầm của bản thân là bước đầu tiên trên con đường sám hối và trở về với Thiên Chúa. Con người vốn dĩ không hoàn hảo và luôn có khả năng phạm lỗi. Thánh Phaolô trong thư gửi tín hữu Roma đã viết: "Mọi người đều đã phạm tội, thiếu mất vinh quang của Thiên Chúa." Nhận thức này không chỉ giúp chúng ta khiêm tốn hơn mà còn khuyến khích sự chân thành trong mối quan hệ với Chúa và với người khác. Sám hối là một quá trình cần thiết để làm sạch linh hồn. Khi chúng ta nhận ra những tội lỗi của mình, chúng ta sẽ cảm thấy cần thiết phải quay trở lại với Thiên Chúa là đấng có thể tha thứ và ban lại sự sống mới cho chúng ta. Chúa Giêsu đã nhiều lần kêu gọi sự sám hối, nhấn mạnh rằng nếu các ông không sám hối, thì các ông cũng sẽ chết hết. Sự sám hối không chỉ là cảm giác tội lỗi, mà còn là một cam kết thay đổi cuộc sống. Việc tự mãn với bản thân chỉ dẫn đến sự ngạo mạn và xa rời Thiên Chúa. Nhận thức về tội lỗi nhắc nhở chúng ta rằng bất kỳ thành công hay đức hạnh nào cũng không thể làm chúng ta trở nên hoàn hảo. Chúng ta cần nhớ rằng sự cứu rỗi không đến từ chính mình mà từ ân sủng của Thiên Chúa. Điều này cũng được nhấn mạnh trong Thánh Kinh: "Đừng tự mãn, nhưng hãy cầu nguyện." LC 18, 9-14. Trở về với Chúa là một hành trình. Để thực hiện điều này, chúng ta cần cầu nguyện, tham dự thánh lễ và thường xuyên tự xét mình. Việc đọc Kinh Thánh và tham gia vào cộng đoàn đức tin cũng giúp củng cố niềm tin và khuyến khích chúng ta sống theo lời Chúa. Hãy nhớ rằng, Chúa luôn chờ đợi chúng ta trở về với Ngài, như hình ảnh người cha nhân hậu chờ đợi đứa con hoang đàng. LC 15, 20. Nhận thức về tội lỗi là điều thiết yếu trong hành trình đức tin của mỗi Kitô hữu. Nó không chỉ giúp chúng ta hiểu rõ hơn về bản thân, mà còn thúc đẩy chúng ta hướng tới sự hoàn thiện trong mối quan hệ với Thiên Chúa. Hãy khiêm tốn nhìn nhận rằng không ai là hoàn hảo, và chúng ta đều cần đến sự sám hối để được làm sạch linh hồn và trở về với Chúa. Chỉ có qua sự khiêm nhường và sám hối,
chúng ta mới có thể nhận được ân sủng và tình yêu thương của Thiên Chúa. Dụ ngôn về cây vả không ra trái như được ghi chép trong Tin Mừng Luca, chương 13, 6-9, là một biểu tượng mạnh mẽ cho lòng kiên nhẫn và tình yêu thương của Thiên Chúa đối với nhân loại. Người làm vườn, người đại diện cho Chúa, đã xin chủ vườn cho cây vả thêm một năm để vun sới và bón phân. Hành động này thể hiện sự chăm sóc và hy vọng rằng cây sẽ sinh trái trong tương lai. Thiên Chúa không muốn bất kỳ ai phải hư mất. Ngài mong đợi sự ăn năn và thay đổi từ mỗi người. Thời gian chờ đợi của người làm vườn không chỉ đơn thuần là khoảng thời gian để cây có cơ hội ra trái, mà còn là thời gian để mỗi người trong chúng ta tự xét mình. Thiên Chúa cho chúng ta thời gian để sám hối, để sửa đổi cuộc sống và để sống đúng theo ý Ngài. Điều này nhắc nhở chúng ta rằng không bao giờ là quá muộn để trở về với Chúa. Câu chuyện này cũng nhấn mạnh rằng mỗi người đều có trách nhiệm với chính cuộc đời của mình. Thiên Chúa sẽ cho chúng ta nhiều cơ hội. Nhưng cuối cùng, việc sinh trái là trách nhiệm của chúng ta. Chúng ta cần phải phản ánh về hành động và quyết định của mình để không chỉ sống trong sự thương xót của Chúa, mà còn đáp ứng lại tình yêu thương ấy bằng những hành động cụ thể.